Trước đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới 2020, dự đoán top 3 người đẹp giành Vương Miện 1 tỷ. Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 đã bước vào đêm bán kết, Vương Miện giành cho ngôi vị cao nhất cũng đã được công bố. Trong đó, ba cái tên sáng giá nhất được dự đoán vào top 3 chính là Trần Đài, Lương Mỹ Kỳ và Kelly Huỳnh Anh. Vào ngày 16 tháng 1, bán kết Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 chính thức được diễn ra. Trước đó, trên fanpage của cuộc thi cũng đã công bố chiếc Vương Miện danh giá dành cho người được xướng tên trong đêm chung kết. Cùng với đó, cộng đồng người hâm mộ cũng đã nổ ra một cuộc dự đoán kết quả vị trí top 3 cũng như người sẽ trở thành đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Trong số các thí sinh còn lại, Mỹ Kỳ, Trần Đài và Kelly Huỳnh Anh là ba cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Ba người đẹp đều sở hữu nhan sắc ấn tượng, vóc dáng mềm mại quyến rũ cũng như khả năng lan tỏa thông điệp được cho là không thua kém gì Hoa hậu Hương Giang. Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 đang đi tới chặng đường cuối cùng để tìm ra người sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu. Top 8 chính thức bước vào đêm bán kết ngày 16 tháng 1 năm 2021. Sau khi Vương Miện trị giá 1 tỷ đồng được công bố, cộng đồng mạng đã bắt đầu một cuộc dự đoán xem top 3 sẽ là ai. Trong đó, nhiều bình luận cho rằng Mỹ Kỳ, Trần Đài, Kelly Huỳnh Anh là xứng đáng nhất. Đây là top 3 thí sinh cũng được đánh giá là ấn tượng nhất, có những màn thể hiện nhận được rất nhiều lời khen ngợi, đồng thời về nhan sắc hay vóc dáng cũng đạt được những tiêu chí cần thiết cho một đấu trường quốc tế. Trần Đài. Phùng Trương Trần Đài hiện đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. Khi cuộc thi diễn ra, cô đã quyết định trở về Việt Nam để tham dự. Ngay từ khi mới tham gia cuộc thi, Trần Đài đã gây được sự chú ý nhờ nhan sắc lai Tây cùng vóc dáng quyến rũ không khác gì con gái. Đáng nói hơn nữa là Trần Đài đã được ban giám khảo chọn thẳng vào top 10 năm mà không cần phải thông qua ba huấn luyện viên. Rõ ràng cô nàng này chính xác là một ứng viên tiềm năng xứng đáng với Vương Miện mà tất cả những cô gái khác phải dè chừng. Trần Đài sở hữu chiều cao 1m71 cùng số đo 3 vòng 90-62-91. Người đẹp sở hữu gương mặt đậm chất quốc tế cùng làn da nâu khỏe khoắn. Nhan sắc của Trần Đài từng được khen ngợi có nét giống Miss Universe 2017 Demi và quán quân Zufay Tú Hảo. Thần thái đúng chuẩn một beauty queen, khó ai có thể rời mắt trước nụ cười của cô nàng Việt kiều Mỹ. Vóc dáng vô cùng ấn tượng, vòng nào ra vòng đó, không nói có lẽ cũng không ai nghĩ rằng cô chính là một người đẹp chuyển giới. Lương Mỹ Kỳ. Không còn là cái tên quá xa lạ đối với công chúng, Lương Mỹ Kỳ khi đến với Hoa hậu chuyển giới 2020 đã có lượng fan hùng hậu khi trước đó cô từng tham gia nhiều chương trình. Có bản lĩnh sân khấu, kinh nghiệm trước ống kính, vóc dáng đồng hồ cát cuốn hút cùng gương mặt thanh thoát, thì sinh năm 1999 đích thực là cái tên sáng giá cho vị trí tân Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020. Lương Mỹ Kỳ công khai chuyển giới năm 2019, cô từng tạo cơn sốt nhờ sự tự tin, khả năng nói chuyện hài hước khi xuất hiện tại một số chương trình truyền hình. Là thí sinh tại Hoa hậu chuyển giới, Mỹ Kỳ duyên dáng khi sở hữu số đo 3 vòng 90-60-90 chuẩn không cần chỉnh, tự tin khoe dáng nuột nà và cân hết mọi thể loại trang phục. Kelly Huỳnh Anh. Kelly Huỳnh Anh sinh năm 1994 đến từ Đà Nẵng. Cô sở hữu chiều cao vượt trội 1m71 cùng số đo hoàn hảo 3 vòng 90-60-90. Trước khi đến với Hoa hậu chuyển giới, Huỳnh Anh từng có kinh nghiệm 6 năm làm người mẫu và cũng là chân dài đình đám khét tiếng, từng được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng chặn mặt gửi vàng. Sau nhiều năm làm người mẫu và được biết đến, nhưng mãi khi tham gia Hoa hậu chuyển giới, Huỳnh Anh mới có cơ hội để thể hiện cá tính con người thật của mình. Sở hữu mặt đẹp, dáng chuẩn, trình catwalk điêu luyện, Kelly Huỳnh Anh hứa hẹn sẽ chặt chém dàn thí sinh quốc tế khi giành được vị trí cao nhất trong năm nay. Sở hữu mái tóc đẹp cá tính cùng làn da ngăm, Kelly Huỳnh Anh được nhận xét là rất giống Hoa hậu Hoàn Vũ Henye, đồng thời cũng hy vọng cô sẽ làm nên chuyện như top 5 Miss Universe. Kelly Huỳnh Anh có gương mặt thanh thoát góc cạnh, thật sự dễ hiểu khi mỗi lần cô trình diễn trên sàn, thời trang đều được xem như là con gái thật. Vóc dáng mướt mát quyến rũ cùng vẻ đẹp vô cùng phóng khoáng. Với nhan sắc hình thể thần thái cùng với sự tự tin này, Kelly Huỳnh không nhận được vương miện cao quý sẽ thật là một điều vô cùng đáng tiếc. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo.